Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người chế tạo một cái vô lăng chơi của máy tính nhá. Để chế được nó thì mình sẽ cần một bìa cứng này. Bìa cứng thì mình cần to chứ không phải nhỏ như này đâu. Một cái chuột, một cái đũa, hai cái công tắc nhảy, công tắc hành trình nhá. Cái này mình có thể lấy trong nồi cơm điện này. Tiếp theo mình sẽ cần ống dẫn này, một ít dây điện và một số vật dụng khác nữa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm thôi. Rồi, đầu tiên mình sẽ cần cắt bìa cứng thành hình tròn này, hình chữ nhật này, hai hình chữ nhật bằng nhau này. Như này. Xem qua thấy hiểu nhá. Sau khi xong mình là như thế này. Thực ra đây là một cái hộp nhá. Bây giờ mình tu một lỗ đây. Bây giờ mình dán cái này vào như này nhá. Mình sẽ cắt một đoạn khoảng tầm này nhá. Mình tháo ra như này. Mình dán lại nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục này. Mình sẽ nối dây vào dây này và dây ngoài cùng và dây ở giữa, ngoài cùng và ở giữa là được nhé. Mình dùng băng dán nhé. Dán thẳng như thế này. Đây, bây giờ mình phải chuyển chỗ này. Ở bên kia nó tối quá. Đây mình sẽ cần sau khi làm xong như này á, mình sẽ cắt ở đây một cái lỗ nhỏ. Như này. Mình rút cái dây này ra nhé. Ok. Mình cắm vào. Mình đâm ở đây 4 lỗ này. Mình sẽ bỏ cái 4 cái dây này vào nha.
người này. Ok, mình sẽ cần như này. Mình dán cái này lên này. Thì bây giờ mình sẽ dán nhé. Bắt đầu nhé. Ok, vậy là xong nha. Xong cái đoạn đầu thôi. Bây giờ đến đoạn phía sau này. Đây này. Đấy. Đoạn này thì rất là dễ thôi. Mình sẽ cần chuẩn bị những cái mảnh giấy như này. Để mình lại lên như này. Như này nhá. Thì bây giờ mình sẽ gắn cái khớp này vào như này. Qua cho nó đỡ dính vào trong cái khe nhé. Đấy. Như này. Mình sẽ làm tương tự với bên này nhé. Đợi cho nó khô nhá. Ok, mình dán này cái khớp này lại bằng một cái khớp ở giữa như này. Nếu bạn không muốn cũng được, không muốn thì nó cũng tốt mà. Đấy, mình lấy hai dây cuối này, hai dây cuối này, dây này và dây này, còn dây trên cùng mình không lấy nhá. Bây giờ mình dán lại nhé.
là xong rồi. Thành quả làm cả trưa luôn. Bây giờ là 2 giờ mấy rồi đó. Bây giờ mình sẽ test cho bạn xem luôn này. Mình sẽ đưa vào trong nhà mình sẽ test cho. Đây. Đây mình sẽ test cho nè. Vặn sang này. Đấy. Bấm này. Để có thể sử dụng được cái này mình cần phải tải trò chơi này này. Aerotech này. Cái này thì tại là phải có phí nên mình sẽ không tải mà mình sẽ tự test một tí thôi. Đây. Lại. Chưa lên đây từ đây. Đây đây đây. Đây đây. Đây đây. Gì đấy? Đây ẩn lại này. Ok ẩn đi. Đi. Nè. Ờ ở đó. Ở đó bắt đầu nha. Này tí nữa. Tình đồ gạt đi. Cho lên cuội này. Đời trai video này. Dạo này tí nữa. Thôi đi ra. Đi ra. Đi ra. Kết thúc video tại đây.